Xin chào tất cả các bạn. Mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Để đáp ứng nhu cầu sưu tầm hoa lan, đặc biệt là hoàng thảo kèn, hàng của rừng Lai Châu. Chiều hôm nay mình giới thiệu với các bạn 6 đơn hàng. Mình đã chia phân lô như thế này để cho anh em dễ lựa chọn. Và cũng rất nhiều anh em đặt hàng. Nhưng hàng của mình thì thời điểm này cũng không về nhiều thường xuyên, nên cũng rất xin lỗi các bạn. Nên là anh em mà có sưu tầm thì cũng phải bình tĩnh, vì để lấy được những hàng mặt hàng chuẩn thì cũng phải chờ đợi cái thời gian đấy, cũng phải mày mò các bạn ạ. Nên là anh em có gì phải thông cảm cho nhà vườn. Mình cũng mục đích là chỉ chia sẻ cho các bạn trên mọi miền đất nước những cái đặc sắc của khu vực Lai Châu nói riêng, hay là những loại hoàng thảo khác ở khu vực Tây Bắc nói chung. Đấy, như giới thiệu với các bạn là như vậy. Và đây là đơn số 01. Đây các bạn nhé. Đơn số 01 bao gồm là 3 thân, giá là 500.000 đồng nguyên một rề các bạn nhé. Thân này thì bị con sâu cắn. Đấy. Đây còn hai thân còn lại khá là dài, đang nụ. Đấy, bây giờ mới đang đến nụ. Cây rất là căng các bạn nhé. Hàng khai thác về mùa này cực là căng. Đấy. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Giá của số 01 là 500.000 đồng. Và đây là đơn hàng số 02. Như các bạn đã nhìn thấy. Đấy, có cả quả các bạn nhé. Đấy. Có cả quả. 02 này cũng có 5 thân, giá là 700.000 đồng. Cả ngắn lẫn dài các bạn ạ. Đấy, quả đây. Như các bạn đã nhìn thấy. Đấy, quả đó. Và đây là đơn hàng số 03. 03 này có 5 thân, giá là 800.000 đồng. Đấy, như các bạn đã nhìn thấy. Đơn hàng số 04 cũng có 6 thân. Thân này hơi ngắn hơn một chút. 6 thân này là 700.000 đồng. Đây quả đây các bạn nhé. Đây nguyên quả cho các bạn. Và đây là đơn hàng số 05. 5 thân. Khá là dài. Tầm 35 phân, 40 phân, 50 phân, 30 phân, 20 phân. Thân này đen xì chú chuỗi này. Hoa chắc chắn là sậm màu. Đấy. Như các bạn đã nhìn thấy. Và đơn hàng số 05 này giá 5 thân là 900.000 đồng. Đây là đơn hàng cuối cùng, số 06. 3 thân. Thân này không bị sâu cắn thì rất là đẹp. Thực tế thì ngoài tự nhiên bao giờ cây cũng phát triển rất là tốt. Có cả quả đấy các bạn nhé. Đơn số 6 này có 3 thân. Giá là 600.000 đồng. 200.000 đồng một thân. Hình như các bạn đã nhìn thấy. Rất là đẹp. Đặc trưng của khu vực Lai Châu là như vậy. Mình chia sẻ cho các bạn trên mọi miền đất nước những cái giá trị của cái vẻ đẹp tự nhiên. Mình rất thích hàng lan rừng ngay từ bé. Cho nên là nói thật với các bạn, cây lan rừng thì bao giờ cũng cái độ sắc nét riêng. Và khu vực Lai Châu thì có hoàng thảo kèn, cánh rồi là kết cấu bông rồi màu sắc cũng rất là đẹp, rất là tuyệt vời, khiến ai người không biết chơi lan thì cũng rất là mê mẩn. Vâng, anh em có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình là 0987829002. Rất cảm ơn các bạn đã thường xuyên theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.